xin kính chào quý vị. Hôm nay em xin được gửi đến quý vị một đôi loa rất là khủng, Onkyo D77X. Đôi loa này thì đã quá nổi tiếng rồi. Anh em từng chơi qua thì đã biết được cái chất tiếng uy lực của nó. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em Nam Khánh, chuyên âm thanh bãi. Số điện thoại 0972 451 459. Em ở Phạm Đồng, Hà Nội, có giao hàng toàn quốc. Sau đây em sẽ giới thiệu qua về một đôi loa của ngày hôm nay. Onkyo D77X cục này rất là lặng nha anh em nhé. Gồm bass 31cm, đấy, một mic và một chép đôm. Anh em có thể xem tổng thể về thùng loa, cấu hình và là bát được thiết kế là màng carbon, gân mút, gân này là hàng bãi về nó sẽ bị mục gân anh em nhé. Tất cả các dòng D77X này đều mục gân, về phải thay. Cái này thì bên này đã thay gân tốt cho anh em rồi, còn nguyên bụi đây này. Đấy, thì tổng thể thì góc cạnh đẹp, nguyên cả bụi băng dính này. Em quay qua cho anh em xem. Đấy. Cái này cũng là băng dính của bên Nhật, họ dính vào này. Tổng thể rất là đẹp luôn. Đây, chiếc bên đây. Con này nó cho cái giải trầm thì cực kỳ uy lực. Bass 31cm, nặng 34kg một loa nhá anh em nhá. Nặng 34 cân một loa, rất là nặng đấy. Anh em nào mà còi bê cái đôi này là cũng hơi mệt. Tổng thể thì rất là đẹp, đúng chất bãi nhá anh em nhá, không qua gọi là sửa sang gì cả. Với tiêu chí là ngon bổ rẻ nhưng lại chất, và anh em có thể ghép vang số để hát karaoke gia đình ok. Vì em này rất là khủng. Đây, anh em xem cấu hình này. Onkyo D77X này 200W một loa. Độ nhạy 91 dB. Giải tần từ 28 đến 45.000 hẹp. Con này rất là khủng nhá, nặng 34 cân. Đấy, nó ghi luôn là đít loa này. Made in Japan, tất cả các loa các thứ là nguyên zin hết. Đủ hết cả hệ căng nhá. Đây căng của em đó đây, em để đây. Bỏ ra cho anh em xem này. Đấy, hệ căng. Đầy đủ hệ căng và logo đồng này. Logo đồng luôn. Em đang ghép em đó vào một em Omni Technic 80A dòng Nhật này, chuyên đánh loa Nga và những cái loa khủng đây. Chị chuyên trị bát đây. Em đó là Technic 80A. Nó có một cái tên nữa gọi là 8080. Đấy, vẫn là nó. Anh em có thể ghép vang số và hát karaoke gia đình thoải mái. Riêng đôi này rất là nặng, 70, gần 70 cân một đôi nhá. Em mời anh em nghe thử một đoạn nhá. Tiếng rất là uy lực luôn này. Anh em đeo tai nghe thì nghe sẽ là chuẩn hơn. Anh em nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video giới thiệu sản phẩm audio của bên Nam Khánh. Anh em có nhu cầu thì liên hệ Nam Khánh, số điện thoại 0972 451 489, địa chỉ Phạm Văn Đồng, Hà Nội, có giao hàng toàn quốc. Em này đánh cực kỳ uy lực và rất dễ ghép. Nhắc lại là rất dễ ghép nhé, chứ không phải là khó ghép nhé. Chỉ cần một âm ly độ khoảng tầm trên 150W là có thể chơi được rồi. Như em đang ghép một con Technic này là 173W. Giải bass cực kỳ sâu và uy lực. Chép rất là tơi luôn. Chép đúng. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em Lâm Khánh, chuyên âm thanh bãi, 0972 451 489.
cảm ơn anh em đã xem video. Anh em nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh nhé.